trạng đầy rẫy, gia sản muôn trùng, nhưng không xác minh được nguồn gốc, vẫn nguyên vị trên chiếc ghế chủ tịch của một thành phố trực thuộc Trung ương, đã cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, coi là không có vùng cấm, không có đối tượng ngoại lệ là khách quan, không thiên vị chỉ là những lời mị dân, nhằm thanh trừng để thâu tóm quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hai ngày, ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2017, trên cương vị một bí thư thành ủy, lại là đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam, nên ông Trương Quang Nghĩa đã dẫn đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri. Tại đây, ông Nghĩa đã phải đối diện một loạt câu hỏi vô cùng hóc búa liên quan đến ông Huỳnh Đức Thơ. Trong số đó, có cả những cử tri yêu cầu phải xử lý nghiêm minh bằng cách cách chức ông Thơ. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, tại quận Sơn Trà, ông Nghĩa đã phải đối diện áp lực yêu cầu phải xử lý nghiêm minh đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Ông Bảy phát biểu: "Theo tôi, ông Thơ không được làm chủ tịch nữa, theo luật thì sai phạm, như vậy phải hạ cấp và hạ bậc lương. Xử lý ông Thơ nhẹ như vậy thì khi cán bộ công chức cấp dưới vi phạm sẽ xử lý sao cho công bằng. Tôi nghĩ vấn đề xử lý này là ô dù che." Cũng trong phần chất vấn liên quan đến lĩnh vực chống tham nhũng, sai phạm của quan chức, ông Lê Chí Bảy đã dẫn chứng về trường hợp ông Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, là em trai của đương kim bí thư tỉnh ủy. Sau khi có tất cả các kết luận điều tra, chứng cứ rõ ràng về một loạt sai phạm liên quan đến đất đai, tài sản và quá trình thăng chức, nhưng cuối cùng chỉ xử phạt ông Quý 507 triệu đồng và để cho công trình vi phạm pháp luật được tồn tại. Theo ông Bảy, tất cả những tài sản của quan chức không rõ nguồn gốc, không chứng minh được tài sản và có được từ việc tham ô tham nhũng, cần phải thu hồi bán đấu giá. Chống tham nhũng nhưng thu hồi tài sản không hiệu quả như vậy thì chống làm gì? Báo Dân Chí dẫn lời ông Lê Chí Bảy: "Trước những bất bình trong việc chống tham nhũng, thông qua trường hợp Phạm Sĩ Quý và Huỳnh Đức Thơ, ông Trương Quang Nghĩa phải biện bạch, đem vấn đề ổn định nhằm tránh những xáo trộn để phát triển cho thành phố ra chống chế. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ có trách nhiệm để thực hiện nghiêm các quy định của luật công chức trên nguyên tắc làm sao giữ vững ổn định của Đà Nẵng để phát triển. Có bước đi làm sao cho chắc chắn, không làm đảo lộn các vấn đề. Việc đồng chí Thơ như thế nào thì thực hiện đúng theo luật." Ông Nghĩa cũng thừa nhận rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải cách chức ông Huỳnh Đức Thơ, nhưng Ban Thường vụ thành phố Đà Nẵng phải xem xét kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến tính ổn định trong lãnh đạo. Ngay trong ngày hôm sau, ngày 13 tháng 12 năm 2017, khi dẫn đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, ông Nghĩa lại phải đối diện những câu hỏi liên quan đến việc phải xử lý nghiêm minh đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Một cử tri tại quận Hải Châu tên là Nguyễn Kim Tuấn cho rằng, qua vụ việc Huỳnh Đức Thơ đã cho thấy vai trò giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến những sai phạm của lãnh đạo không thể hiện rõ ràng. Ông Nguyễn Xuân Anh sai phạm và đã chịu kỷ luật, nhưng ông Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo có đúng hay không? Theo tôi thấy,
sai phạm của ông Thơ còn nặng hơn vì trên tư cách quản lý nhà nước, chủ tịch thành phố để xảy ra nhiều vụ nổi cộm. Tôi cho rằng với trách nhiệm chủ tịch thành phố với những sai phạm như vậy, nhưng mức độ kỷ luật chưa nghiêm, đáng ra phải cách chức, ông Tuấn nói. Lần này, ông Nghĩa không lấy vấn đề ổn định trong đội ngũ lãnh đạo, tránh xáo trộn để phát triển thành phố ra chống chế, mà ông đã thành thật cho biết rằng việc kỷ luật một chủ tịch thành phố không thuộc thẩm quyền của mình. Chúng ta phải đi từng bước cho đúng thẩm quyền, từng bước một. Ví dụ, ông Nguyễn Xuân Anh thì cấp ban chấp hành trung ương quyết định, cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ thì ủy ban kiểm tra trung ương. Chức danh chủ tịch thì thuộc thẩm quyền của chính phủ. Vừa rồi, chính phủ đã đưa ra mức kỷ luật cảnh cáo, ông Nghĩa nói. Cùng với đó, để làm cho cử tri tin tưởng, ông Nghĩa lặp lại những lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ vụ Trịnh Xuân Thanh, hay vừa rồi, điển hình là vụ ông Đinh La Thăng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn, không có chuyện có chức, có quyền thì né tránh. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nghĩa cho biết, bình luận sự kiện trên, blogger người buôn gió trên Facebook cá nhân cho rằng, câu trả lời của tân bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa về trọng tâm không làm xáo trộn vấn đề, không làm ảnh hưởng đến tính ổn định, cho thấy rằng công cuộc chống tham nhũng còn rất nhiều chỗ né tránh, có rất nhiều quan chức không được đụng đến, và hơn cả là chẳng phải như lời ông Tổng Bí thư nói, chống tham nhũng. Tiêu cực là không có vùng cấm. Câu trả lời càng cho thấy cuộc chống tham nhũng của Đảng là cuộc chiến của phe phái này triệt hạ phe phái kia, như lời của thế lực thù địch tuyên truyền. Và chính các thế lực thù địch mới nói rõ vấn đề chính xác. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ trí trá mị dân. Không chỉ riêng trong vụ Huỳnh Đức Thơ mới làm cho dư luận và người dân trong nước hiểu rõ chân tướng lá cờ chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dương lên, mà qua những vụ như Phạm Sĩ Quý, em trai bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, vụ Hot Girl Thanh Hóa Trần Vũ Quỳnh Anh, người có hai đứa con chung với bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, mà chúng tôi đã từng cung cấp cho độc giả trong các bài viết trước đây, cho thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hô hào chỉ là trò mị dân. Lá cờ chống tham nhũng được dương lên nhằm lấy chính nghĩa về phần mình. Tại các quốc gia độc tài như Việt Nam, không bao giờ có chuyện chống tham nhũng. Chống tham nhũng chỉ là chiêu bài để ngụy trang cho việc thanh trừng nội bộ, giành lấy quyền lực về phía mình. Muốn chống tham nhũng thì chế độ này cần phải tam quyền phân lập, có tự do báo chí. Nếu không có những thứ ấy, chỉ có những người nhẹ dạ mới tin chống tham nhũng là thật. Quý vị vừa theo dõi bài viết Huỳnh Đức Thơ và chân tướng cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng của Người Quan Sát, được trích dẫn từ báo Cali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California, và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1
đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com.